Tại làng trẻ em SOS Nghệ An, lễ phát động dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi đã chính thức diễn ra. Việt Nam là một trong 15 quốc gia thuộc 24 dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi mà Amway triển khai, cùng vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế. Trong giai đoạn 2019-2020, dự án mong muốn giúp các em phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời. Chúng tôi hy vọng là với chương trình này thì Amway Việt Nam sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em tại hai tỉnh Hà Giang và Nghệ An nói riêng và cũng như là toàn quốc nói chung. Trong vòng 2 năm, dự án sẽ cung cấp miễn phí hơn 1 triệu hộp sản phẩm Nutrilite Little Bits cho hơn 85.000 trẻ em tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Giang, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho phụ huynh và giáo viên trên địa bàn.